Chào mừng các bạn đã trở lại với Long Việt Bất Động Sản. Hôm nay chúng tôi đang có mặt tại phường Nam Bình, thành phố Ninh Bình để giới thiệu đến cô chú anh chị một mảnh đất có nhà, một mảnh đất có nhà, diện tích là 108 m², mặt tiền là 6 m và chiều dài là 18 m. Chính là căn nhà đằng sau tôi đây. Vị trí đang đứng đây là, thưa các bạn, là ở trung tâm của phường Nam Bình. Đó là trước mặt đi ra phía này là chính là khu phân lô Bắc Phong 1, Bắc Phong 2 và Bắc Phong 3. Và hôm trước là chúng tôi có review cho các bạn một mảnh đất tại khu Bắc Phong 3. Thì hôm nay là giới thiệu đến các bạn mảnh đất là có nhà. Cái vị trí của căn nhà này nó cũng ngay đằng sau của ga Ninh Bình các bạn nhé. Đây, giới thiệu với các bạn đây chính là ga Ninh Bình. Đây là về phía tây. À, hướng này là hướng tây. Còn cái mảnh đất này là giới thiệu với các bạn là hướng Bắc, mặt tiền hướng Bắc và cái đường trước mặt. Các bạn nhìn trên hình ảnh đây là đang đường đôi các bạn nhé. Rộng 45 m, giữa là được quy hoạch trồng hoa. Khu vực này thì là đang hiện tại là cái mật độ xây dựng đang rất cao các bạn nhé. Tức là về phía Ninh Bình, Ninh Bình thì phường Nam Bình cũng như là cái khu Ninh Phong là đang gần đây là đang cực kỳ phát triển để mở rộng quy mô của thành phố Ninh Bình. Xung quanh các bạn nhìn thấy trên màn hình đấy, các căn nhà đang được xây dựng. Và để định vị cái mảnh đất này thì qua màn hình có lẽ là các bạn cũng đã xác định được cái vị trí. Từ phía cầu vượt Ninh Bình đi Kim Sơn, các bạn rẽ vào đường Nam Bình. Đi qua phường Nam Bình là các bạn gặp cái đường đôi 45 m như này. Các bạn rẽ phải vào thì cái căn nhà chúng tôi giới thiệu nó chỉ cách cái đầu ve, lô đầu ve giáp với ga Ninh Bình nó khoảng 50 m. Để nói thêm về cái vị trí ở đây thì có nhiều con đường đi, các bạn đi đến gầm cầu vượt thì có thể đi vào cái đường vào Ninh Bình, người Ninh Bình thì hay biết cái quán lẩu Hiếu Tròn á. Thì đi vào quán lẩu, đi thẳng đi vào chúng ta sẽ gặp cái ngõ số 2 của đường Nguyễn Văn Cừ. Có lẽ là anh Tuân anh ấy hay ra Ninh Bình này ăn lẩu Hiếu Tròn cho nên là anh ấy rất nhớ được cái vị trí. Hoặc là chúng ta đi vào con đường đi qua Ủy ban Nhân dân phường Nam Bình thì cũng đến cái ngõ số 2 của Nguyễn Văn Cừ chúng ta rẽ vào. Vâng, và không để mất thời gian của quý vị và các bạn, chúng tôi mời các bạn vào xem căn nhà đang chào bán. Cái phần đằng trước này của căn nhà là đang có là 5 m vỉa hè. 5 m vỉa hè. Diện tích mặt tiền là 6 m, mặt ngang 6 m. Và trước cửa nhà thì chúng tôi đang có một cái cánh cổng khung nhôm. Nhôm này có lẽ là nhôm sinh pha thì phải. Được sơn màu nâu. Và bên cạnh thì là một cái thiết kế là một cái bức tường gạch để cách điệu, tức là để lấy cái không khí ánh sáng và tức là để cho nó thoáng, căn nhà thoáng. Tôi ngay đầu tiên khi mà bước vào cái cánh cổng và nhìn tổng thể cái ngôi nhà, tôi cảm giác một cái sự rất là phiêu, tức là một cái thiết kế với cái không gian nó hơi lạ và rất là thoáng. Cảm giác như người chủ của căn nhà này có một cái tính cách cực kỳ phóng đãng các bạn. Và bước chân vào cái cánh cổng thì các bạn nhìn thấy là cái nền gạch này. Nền gạch này là được lát gạch giả đá. Gạch giả đá, chuẩn. Vâng. Được lát gạch giả đá các bạn nhé. Gạch giả đá và cái bức tường thì cũng là để mộc thôi. Từ gạch mộc. Và xung quanh là gia chủ là trồng một số cái loại cây hoa. Tạo cái cảm giác là nó xanh mát, thư giãn. Mỗi khi mà các bạn đi làm về thì nhìn cái xung quanh là cây cỏ rồi là sân vườn, nhìn cảm giác nó rất là nhẹ nhàng. Trong một cái không gian không quá rộng nhưng mà gia chủ thiết kế một cái không gian tôi thấy là có vẻ hơi hướng nhà quê, hướng về với thiên nhiên nhiều hơn. Và ở đây thì nếu như mà về lâu dài các bạn về đây mua căn nhà này thì có thể là trồng một số cây bóng mát nó trước cửa nhà hoặc là trong sân này để các bạn nghỉ ngơi thư giãn cũng là rất là tuyệt vời. Gia chủ có lẽ là cũng người là một cái người mà khá là thích nghệ thuật cho nên là cũng trồng một số cái là cây trúc, tre trúc. Đây con tôi được biết đây là trúc quân tử. Vâng. Và chắc chắn là có một cái gì đó mà gia chủ lại muốn gửi gắm ở cái không gian này. Vâng. Một cái ý tưởng. Về kết cấu tôi thấy ở đây có một cái mái rất hay các bạn. Đây là một cái thiết kế có thể nói là tương đối là hiện đại và mới. Vâng, đây mái kéo.
Đây chính là cái máy kéo. Rất là di động và tiện lợi khi chúng ta không cần dùng thì kéo nó gọn lên. Vâng. Do tôi lấy ánh sáng. Và khi mà chúng ta cần phải che thì chỉ cần kéo ra thôi, rất nhẹ nhàng. Đây, tôi thử kéo cho các bạn xem này. Đó. Đây là một cách thiết kế mà khá là tiện dụng. Trong trường hợp là các bạn trời nó quá nắng, chúng ta sẽ kéo cái máy như này. Đó, các bạn thấy rất là tuyệt vời. Đấy, cái diện tích của cái phần bước từ cái vỉa hè vào trong, gia chủ thiết kế như này, thứ nhất là vừa làm sân chơi và vừa là để nơi để xe ô tô các bạn nhé. Đi làm về tối các bạn có thể là một là để bên ngoài hoặc là các bạn đánh xe vào đây. Cái diện tích này là đủ để cho một chiếc xe 7 chỗ, xe bán tải, xe con để vào vị trí này. Bước chân lên trên là cũng là gia chủ chúng tôi là làm cũng lát nền gạch hết các bạn nhé. Đấy. Và cái phần cửa đây. Cửa màu gỗ vàng. Đấy, bên cạnh vẫn là thiết kế bằng cái gạch làm nan hoa. Bên trong là còn một cái lớp cửa kính cường lực nữa. Và xin mời các bạn vào đây. Mọi cái màu sắc rồi hình thức rồi vật liệu của gỗ, của kiểu cách cửa, vật liệu về cái trang trí, cái phần ô thoáng và cây cối, tôi thấy là gia chủ đây là một người khá là muốn có cái sở thích về gần gũi thiên nhiên. Và các bạn nhìn vào đây thì có lẽ là các bạn cũng khá là bất ngờ. Bởi vì căn nhà này xác định để ở nhưng mà hiện tại chúng tôi bước vào căn phòng này, chúng tôi thấy một cái không gian cực kỳ là cảm giác ấm cúng. Về cái không gian nó giống như là một cái nơi để mà thư giãn, để mà một cái phòng trà, giống như một cái phòng trà thôi. Đấy là anh Tuấn đang giới thiệu về cái phần mái và cái phần đèn cách điệu bằng tre, tức là cái phần đèn chùm thì là thiết kế theo cái phong cách cổ điển ngày xưa, nhưng mà nhìn xuống dưới thì các bạn thấy đây là chúng tôi đang thiết kế là một văn phòng làm việc. Đấy, có bàn làm việc cho nhân viên làm máy tính và một cái bàn để bàn họp này các bạn này. Với một không gian như này thì hiện tại là gia chủ chúng tôi là đang sử dụng để làm một văn phòng để giao dịch. Đấy, kinh doanh. Đương nhiên là khi mà quý vị cô bác anh chị mua lại căn nhà này thì cô bác anh chị có thể sử dụng vừa làm văn phòng, hoặc là nếu mà không làm văn phòng thì cô bác anh chị là sẽ sử dụng để ở, để sinh hoạt. Bởi vì mục đích của căn nhà này chúng tôi xây dựng là để ở, để sinh hoạt. Bên cạnh phòng khách này, hiện tại là chúng tôi đang làm một cái phòng mà các bạn có thể coi đó là một cái phòng giám đốc, một phòng dành cho trưởng phòng để làm việc. Còn nếu như mà để làm một nơi ở thì quý vị cô bác có thể là sử dụng cái phòng này làm một cái phòng riêng để uống nước, hoặc là để cho một cá nhân, các cháu nhỏ, để làm một cái phòng học tập hoặc là nghỉ cũng được. Có tủ để đồ và cái bàn làm việc đây. Nền gạch là cũng được lát gạch hoa. Cửa là cửa gỗ công nghiệp này các bạn nhé, cửa gỗ công nghiệp. Nó phù hợp với cái màu của bàn ghế mà chúng tôi đang làm việc đây. Và cái lựa chọn cái vật liệu và cái thiết kế khá là hiện đại và kết hợp với cổ điển ở trong cái không gian cái căn nhà này. Với cái diện tích là 108m², mặt tiền 6m và chiều dài là 18m. Thì giá mà chúng tôi đang chào bán đến quý vị cô bác anh chị là 3.400.000.000 đồng. 3.400.000.000 đồng. Thì quý vị cô bác anh chị nào mà thấy phù hợp với mình thì hãy liên hệ với Long Việt Bất Động Sản. Số điện thoại của tôi là 0859287777. Số anh Tuân là 0964320888. Thì chúng tôi sẽ dẫn cô bác anh chị đến xem thực tế của căn nhà. Và tiếp tục cái chương trình giới thiệu căn nhà này thì cái khung cảnh, cái bề ngoài của cái phòng làm việc như này. Bề ngoài của phòng làm việc này dự kiến là nó rơi vào là 30m². Bên và phía bên trong của tiếp theo của cái phòng làm việc 30m² này là cái khu không gian, một cái không gian cũng có thể là vừa để giải trí, lấy ánh sáng và khu vệ sinh. Gia chủ đặt ở đây một cây kim tiền rất là khá là lớn, anh chắc là cũng muốn gửi gắm, tức là cũng muốn với một cái sự đón hướng mặt trời từ trên và có chút phong thủy ở đây. Để ô thoáng, đón ánh nắng này các bạn này, đón ánh nắng.
Thì cái khu vực này cũng chính là cái khu vực vừa các bạn có thể khi mà sử dụng căn nhà này thì nếu như mà có thể là thích hợp, nó cũng phù hợp với để làm bàn ăn. Làm bàn ăn bởi vì tiếp giáp với cái phần khu vực đang đặt cái cây đây, thì các bạn thấy là chính là cái khu vực nấu ăn. Ở đây thì là có điện nước là đầy đủ. Các bạn có thể là để cái phần bếp ga ở đây. Bếp ga đây, và khi mà cô bác anh chị về đây thì có thể thiết kế cái phần phần bên trên này là phần tủ tủ bếp. Phần tủ bếp bên trên này. Bên dưới này là cũng có những cái ngăn để các bạn để đồ này. Nồi niêu xoong chảo bát đũa. Nói chung là đã được thiết kế một cái khu vực ở nhà bếp khá là sạch đẹp, và chỉ cần thiếu cái tủ bếp đây thôi thì cũng sẽ rất là tiện nghi rồi. Tiếp theo là cái phòng vệ sinh, tôi thấy cũng rất là đẹp đấy. Anh quay vào cái phòng vệ sinh này cho cô bác anh chị xem. Phòng vệ sinh cũng vừa đủ để có thể là sử dụng cho một gia đình. Phòng vệ sinh là cũng ốp ốp đá từ trên xuống dưới cô bác anh chị nhá. Ốp từ trên xuống dưới. Thiết kế cùng một tông màu gỗ gỗ vàng. Phòng vệ sinh này cảm giác giống như một phòng vệ sinh của khách sạn. Vâng, và cái khu bên cạnh phòng vệ sinh này thì có lẽ là chính là cái khu mà mục đích gia chủ chúng tôi là sẽ làm cái khu phòng giặt, có thể là tắm, vừa tắm và vừa để làm nơi giặt đồ. Đấy, hiện tại đang để đồ cho phục vụ cho công việc của văn phòng. Thì hiện tại cái căn nhà này thì chưa để sử dụng để cho gia đình ở. Đây là một cái để sử dụng hiện tại đang là làm văn phòng làm việc. Nên là chúng ta thấy một số những cái vật dụng thì nó liên quan đến công việc nhiều hơn. Trần thạch cao của gia chủ làm đơn giản thôi, không cầu kỳ. Anh để sơn màu trắng và phẳng hết. Trang trí rất đơn giản với những ba cây đèn, có đèn lồng tre. Nói chung là cái khu vực làm việc của nhân viên như thế này thì chúng tôi thấy rằng là bên đối xứng với cái bàn làm việc của nhân viên chính là phòng của sếp. Thì phòng của sếp đây lại để đặt một cái gương các bạn ạ. Cái gương nhìn từ trong để ra để soi xem là nhân viên của mình làm việc thế nào. Đấy, đây là một cái cách mà của người lãnh đạo để quản lý nhân viên, mà cách là ngồi trong kia nhìn ra. Theo tôi thì anh dùng từ soi nghe hơi nặng nề quá. Tôi nghĩ là đây là một cái cửa để mà có một cái sự giao tiếp, giao cảm giữa lãnh đạo và các nhân viên thôi. Nó có một cái sự để nó gần gũi hơn, nó không có sự cách biệt. Nhưng mà nếu mà vào tôi sẽ làm cái rèm ở đây, thỉnh thoảng tôi kéo ra tôi nhìn. Tôi nhìn ra ngoài. Thế thì anh đúng là soi rồi. Vâng, có lẽ là nói đùa với quý cô bác anh chị vậy cho nó vui thôi. Vâng. Thì có lẽ là với cái căn nhà như này thì cụ thể như nào quý cô bác anh chị nếu như có nhu cầu, với diện tích là 108 m², mặt tiền 6 m, dài 18 m, thì với giá là 3 tỷ 400 triệu đồng. Quý cô bác anh chị nào quan tâm thì hãy liên hệ nhanh với chúng tôi để được sở hữu, và chúng tôi cũng sẽ dẫn quý cô bác anh chị đến xem thực tế thực địa của cái khu vực phường Nam Bình này như thế nào. Bởi vì là cái phường Nam Bình này cũng như là phường Ninh Sơn là một trong những phường mà trọng điểm sẽ được phát triển trong cái kế hoạch, trong quy hoạch của tỉnh Ninh Bình về phát triển thành phố mở rộng trong thời gian tới này. Thì chương trình của chúng tôi hôm nay thì có lẽ là giới thiệu quý cô bác ngắn gọn như thế thôi. Thì có anh Tuân Sport đang quay video kia và tôi Long Việt rất cảm ơn quý cô bác anh chị đã ủng hộ và theo dõi chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Và nếu như mà có ý kiến đóng góp gì thì rất mong quý cô bác anh chị hãy comment phía dưới video này, và hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách là like, share, đăng ký, và rất mong quý cô bác anh chị hãy ủng hộ chúng tôi, anh em chúng tôi nhiều hơn nữa. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại quý cô bác anh chị trong những video tiếp theo. Và xin chào.